Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Đông Nhi đồng loạt khiến quán quân Việt Nam Idol 2023 tàn hình. Đáng lý ra, Hà An Huy, quán quân Việt Nam Idol 2023 sẽ là cái tên được nhắc nhiều nhất sau đêm chung kết, nhưng điều đó đã không diễn ra. Sau gần 4 tháng lên sóng, Việt Nam Idol 2023 cuối cùng đã khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Hà An Huy. Tưởng chừng chung kết sẽ là đêm vinh danh quán quân, là cơ hội để tên tuổi người ẵm cúp được bàn tán, nhắc đến nhiều trên truyền thông. Thế nhưng, đáng buồn thay, những chủ đề được truyền thông nhắm đến sau đêm thi này lại toàn xoay quanh sân khấu của ba ngôi sao Mỹ Tâm, Sơn Tùng, Đông Nhi. Phải nhìn nhận thực tế rằng, quán quân Hà An Huy hoàn toàn bị lu mời trước đàn anh, đàn chị với vai trò khách mời biểu diễn trong đêm chung kết. Những điều mà cư dân mạng chia sẻ sau chương trình lại là Sơn Tùng hát bài gì, nói gì ở Việt Nam Idol sau lần bị loại vào năm 2012, Sơn Tùng bị oét một nốt nhạc, khả năng hát live cũng như chiếc váy gây xôn xao của Đông Nhi khiến nữ ca sĩ vướng tin đồn mang thai con thứ hai. Đặc biệt, đêm chung kết chẳng khác gì buổi họp fan của chị đẹp Mỹ Tâm khi nữ ca sĩ được diễn vị trí đẹp nhất, hát tận hai bài. Thậm chí, ca khúc chiến thắng của chương trình cũng là sáng tác của giọng ca họa Mi Tóc Nâu. Khán giả đứng lên hát theo Mỹ Tâm là cảnh tượng không mấy nghệ sĩ có được. Câu chuyện Mỹ Tâm sốt cao trước giờ lên sóng, được đầu tư sân khấu hoành tráng được netizen bàn luận rôm rã. Rốt cuộc, Hà An Huy mang sáng tác mới lên sân khấu, thể hiện ra sao khi cover Người Lạ Ơi, phần nhận xét của giám khảo về anh chàng sinh năm 2002 này thế nào đều không được khán giả nhắc đến nhiều. Những gì mà cư dân mạng nhớ về Hà An Huy chỉ là danh xưng quán quân cuộc thi bài hát hay nhất phiên bản Big Song Big Deal 2022 cùng với những phần thể hiện tốt của anh trước thềm chung kết. Còn tại đêm thi quan trọng, chàng trai sinh năm 2002 như tàn hình trước sức hút của các ngôi sao lớn trong mắt khán giả. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.